Ok, thì mình mới vừa mở một shop ạt FIFA Liên Quân giá rẻ. Bạn nào muốn trải nghiệm những con ạt ngon thì đến với shop của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm vòng vay 9.000 kim cương các bạn xem là mình có may mắn mình trúng được 9.000 kim cương không nha. Và ok, chỉ với 20k một lượt vay thì bạn sẽ sở hữu được 9.000 kim cương. Tùy vào độ may mắn của bạn thôi. Đấy, ai xui thì không trúng, ai hên lắm thì trúng được 9.000 kim cương. Đấy. Oh my god. Tuy mình không chơi FIFA nhưng mình trúng 9.000 kim cương. Được của nó các bạn. Đợi. Ok, thì các bạn nhớ vào shoplatmc.vn để mua ạt và vay vòng vay kim cương nhãn 9999 kim cương giống mình nha các bạn. Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Gà Đấy. Và hôm nay mình sẽ thử thách đi vào lâu đài, gọi là lâu đài của thần chết các bạn à. Wow, nghe có vẻ rất là kinh dị đúng không? Nhưng mà mình cũng không biết nữa. Đây là map của youtuber nước ngoài các bạn à. Đây, my youtube channel. Đây là channel của anh này. Channel của anh này chứ mình biết sao giờ. Rồi, đây là một cuốn sách nó bắt mình đọc hả? Chào mừng bạn tới lâu đài của thần chết. Gì đó. Nói chung là mình sẽ tham quan và phá map này. Vậy thôi. Star. Ui, đây map kinh dị hả? Ui, đừng có hù tôi nha. Đâu mình đâu có chơi thể loại kinh dị đâu ta. Mình đang chơi thể loại phiêu lưu mà. Ui, sao nó im rồi? Sao đi được rồi? Ui mẹ ơi, trong kinh thế này mình bị mù quáng cả hai luôn, chả thấy được cái gì cả. Ồ, đó nó nói cái gì kìa? Nó bảo là làm tìm cái gì ở những cái bụi cây hả? Mình cũng biết tìm cái gì đâu. À, đi theo đuốc redstone của Herobrine. Ok, ok. Rồi, chúng ta sẽ đi theo cái đường đuốc redstone của Herobrine các bạn. Mình mong là nó sẽ không có cái gì hù mình. Đấy, đúng rồi này. À, có cái đường hầm. Ui, sao không chơi đuốc thường mà lại chơi đuốc redstone. Ơ, rồi, hết bị mù quáng rồi. Let's go. Chúng ta sẽ thoát khỏi cái hầm này. Rồi, à, thì ra kiểu đi ngõ sao. Gì đây? Mình làm sao để vô được cái lâu đài này hả? À, có cái cần gạt này. Oh, hay nha. Đúng là map của nước ngoài có khác các bạn à. Làm sao cũng hay hết. Đây là phòng bếp. Ở phòng bếp bị đóng rồi. Banchi, cũng là bedroom. Bedroom giặt cái gì cả. Cái phòng này đã bị đóng lại rồi. Trời ơi, cái lâu đài này bỏ hoang biết bao nhiêu năm rồi mà toàn là khói tay độc không à. Toàn là khói tay độc. Lấy cái gì mà ăn, lỡ may bị chết đói hôm nay thì sao? Rồi chả có gì luôn. Din room. Uê. Ê, em ơi, máu không vậy? Specimen. Bedroom. Ok, phòng ngủ nó nằm trên này. Làm sao lên phòng ngủ đây? Nó bị đóng lại hết rồi. Mình phải tìm được cái mẹo gì đó để mở được cái cửa chỗ này. Chắc chắn là phải có cái gì đó để mở được cái cửa đúng không các bạn? Bedroom không có gì nè. Phòng này thì nó chỉ có cái mấy cái thùng thôi. Cũng không vô được. Khói, toàn là khói tay độc không mà. Storage. Giấy. Sao có giấy trong này? Mình lấy được tờ giấy thôi chứ đâu lấy được cái gì đâu. Có tờ giấy này. Làm sao để vô phòng khác? Phòng Benchy cũng chẳng có cái gì luôn. Có là mình lấy rồi. Phòng này cũng không có gì luôn. Mấy cái thùng ở đây nó cũng không có cái gì luôn. Specimen. Hello, có ai ở đây không? Tôi có tờ giấy nè, trao đổi gì không? Bedroom. Làm sao đến cái phòng bedroom này đây? Ok, để mình tìm mật mã cái đó. Mật mã nó nằm ở đâu đây? Các bạn thấy đằng sau mình có cái gì không? Đó, chỉ là cái thùng phía trên đầu mình. Quay, nó giống màu gỗ nên đâm ra mình cũng không để ý các bạn à. Rồi, chúng ta có thể phá được cái rương bị kẹt. À, nó nằm ở đây nè. Đó. Phá hết mấy cái rương bị kẹt đi. Lỡ mày ở dưới giường nó có cái gì sao? Đây, chúng ta có một cái sạn kitchen. Hiểu rồi. Có một cái cuốn sách nói về cái gì đó. Nói chung là ngày năm tháng 4 à tháng 5 ngày 14 năm 16. Gì? 5678 hả? Trời 1678 luôn, 678 luôn, ghê vậy. Ok. Nói chung là nói về cái gì ngày xưa đấy. Rồi kitchen, ta sẽ vào kitchen. Ta sẽ toàn lú hôm nay. Ôi, này bedroom, ok. Trong đó có lúa ở bên mì này, lại một cuốn sách nói về cái gì nữa đó, Melissa gì đấy, mình không biết. Rồi, nói chung là mình sẽ tiếp tục đào qua cái phòng bedroom. À đây chứ. À phòng này phòng gì đây? Gì vậy? Ồ, oh, cục ship 450. Cục ship 450. Ui, với khô xí mà cũng có sách nữa hả? Vãi cả nồi. Ok, cục ship này đã 450 rồi bạn chứ phân hỉ. Ui ghê vãi. Nhưng mà phải có cái gì ở chỗ này chứ, mình đào phòng khác nữa đúng không? À đây rồi. Pantry. À thì là cái bedroom này là cái nhà xí. Rồi ta đến với phòng tiếp theo. Vãi nồi cái cục ship 450. Rồi, basement. Ok basement. Lại một cuốn sách nữa. Phòng này là phòng kho, phòng chứa gì đó. Đây đúng không? Có thể phá được đất thô này, đúng rồi. Oh. Holy. Oh my god. Đùa tôi à. Một cái đầu người bị chặt ra này. Ui là một cô gái các bạn à. Ai đã giết thủ phạm vậy? À lộn, thủ phạm là ai đã giết người này vậy? Ui sao mà đáng sợ vậy? Cái chết này chẳng có cái gì, mình phải nhìn lên trần nhà mới được. Phải để ý cái trần nhà các bạn. Mình đã tắt cái redstone nằm ở đây rồi, không biết là nó sẽ mở được cái cánh cửa nào. Ôi sao nó đóng lại mất tiêu rồi? Toan thật sự à. Mình vào nhà của một tên sát nhân từ rất là lâu rồi các bạn à. Ủa làm sao nữa đây? Làm sao nữa đây? Làm sao để thoát khỏi cái căn chỗ này đây? Mình kẹt mất tiêu rồi. Phải có cái gì dưới đất đúng không? Mình nghi ngờ là sẽ có cái gì nó giấu ở đây, như nãy là cái thùng nó giấu cho trần nhà này. Mình bật tắt redstone nó có được. Hình như là phải có một cái redstone nó nối ở đây nữa hay sao đấy. Chắc là phía trên. À không có gì luôn. Vâng thực sự ạ. Ui phải có cái gì chỗ này chứ. Hello, có cái gì chỗ này không? Mình có cái gì bỏ được không ta? Không có gì bỏ được, không có redstone hay gì cả. Mình đã lục soát rất là kỹ luôn mà chả có gì cả. Ngồi cuốn sách khốn nạn này. Ơi, nó bảo thì đi ra khu vực nhà này hả? Ui. Ui vậy. Run. Run. Run lên, có cái nào đâu được không? Oh no. Ủa Toàn. Ui. Thì ra đây là kẻ sát nhân mà đã hóa thành zombie rồi, không chết mà lại hóa thành zombie, đã tồn tại được bao nhiêu năm ta các bạn? Ui, không có xẻng nào đâu được. Tao đánh mày nè con. Tao đánh mày nè con. Nó không mắc máu luôn. Đu. Đu, nó bắt tử ha. Toàn. Ơ Kinh Chem lít sành tu mấu xịt. Gì vậy? Ơ, vậy là hết map rồi hả? Ui vãi nồi thật. Map gì mà một xíu hết vậy? Đợi mình chỉnh lại đã. Ủa cái gì? Ơ, cái này là trôn à? Đùa tôi chắc. YouTube link. Thế là hết rồi. À, map này ngắn vậy thôi à. Mình chuyển qua chế độ game mod sáng tạo để xem map nha. Map này cũng ngắn thôi các bạn à, chả dài đâu. Ui, cái gì một cái bề mặt trên này vậy? Nói chung là map à, hiểu rồi. Vậy là không phải là mình kiểu phá map xong vì con zombie nó đuổi mình đi ra khỏi cái khu vực này ấy, đâm ra là không chơi được nữa, chứ thực chất mình còn có thể chơi thêm. Thế là vậy á, để mình xem thử. Ui, trời, có đâu. Đúng rồi, phá map thật rồi. Nói chung là cái con zombie đó là một cái kẻ sát nhân ở cái thời điểm 400 năm về trước các bạn à. Mình vô đây mình khám phá để xem là cái trong này nó có cái gì không, và chợt nhận ra nếu mà mình đọc kỹ những cái bức thư đó thì sẽ có những manh mối, nhưng mà kiểu mình không biết tiếng Anh á, đâm ra cũng không biết nhiều. Nói là có một cô gái cùng với lại là một kẻ sát nhân tên là thằng chết hay gì đó, chắc là hắn ta con zombie đó hay sao đấy. Đấy, con này nè. Đó, các bạn thấy không? Nó đi đủ phòng luôn. Đấy. Còn tên sát nhân này đã tồn tại ở đây là 400 năm rồi, và chả có ai vô căn biệt thự này cả. Và đây chính là nạn nhân, cô gái này đã bị chết, nhưng mà sao là ní 400 năm rồi, đáng để nó thành một cái bộ xương chứ đúng không? Mà cái đầu này vẫn giữ nguyên, chắc là hắn ta đã dùng những loại thuốc ủ ở đây để mà ủ cái xác của cô ta. Chắc kiểu hai người là vợ chồng rồi, sau đó thì hôn nhân không ổn định hay sao, đâm ra là kiểu ông chồng vẫn yêu thương vợ, dù giết vợ rồi nhưng mà vẫn ủ xác vợ để mà ngắm. Ui, kinh vậy. Thật ra mình suy luận thôi chứ mình không có biết nha các bạn. Ok, tại sát nhân thì nó hắn đã dùng một loại thuốc. Đấy các bạn thấy không, cái phòng này tại sao nó lại nhiều thuốc? Tại vì hắn đã dùng một cái loại thuốc nào đó để mà hắn giữ cơ thể của hắn là 400 năm nó sẽ vẫn còn nguyên, nhưng mà não hắn lại không hoạt động được. Nhưng mà hắn vẫn có thể bảo vệ được cái khu này, chính là con hắn đã hóa thành một con zombie. Đấy, ghê không, ghê không, ghê không? Đấy, đấy. Đó như là câu chuyện mình bị ra chứ mình không biết. Thì ok, thì map này cũng ngắn thôi các bạn, chúng ta khám phá được một xíu về cái căn cái gì lâu đài của tên thằng chết này. Gọi thằng chết thì cũng đúng, tại vì thằng chết hay sát nhân thì mình cũng biết, nên nói chung là ok. Bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành, và nhớ like mạnh cũng như comment ở phía dưới là fan card để mình thả tim nha. Like mạnh cho mình nha, để mình tiếp tục khám phá những map của các youtuber nước ngoài, và các bạn nhớ gửi map cho mình nha. À, dạo này không gửi map cho mình đâu. Bye bye. Anh không